Đạo diễn Lâm Ngọc Vân, Dư Thúy Hoa, Nhậm Hải Đào. Biên kịch Tư Hỏa. Giám chế Lý Cơ Nghiệp. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Bạch Hiển, Tư Âm, Phàm Nữ Tố Tố, Thanh Khâu Nữ Quân. Triệu Hữu Đình trong vai Mặc Uyên, Dạ Hoa, Chiếu Ca. Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Bạch Phượng Cũ. Trương Trí Nghiêu trong vai Chiếc Nhang. Cao Vĩ Quang trong vai Đông Hoa Đế Quân. Hoàng Mộng Doanh trong vai Tố Cẩm Tiên Tử. Liên Dịch Danh trong vai Kình Thương. Trương Bân Bân trong vai Ly Kính. Vu Mông Lung trong vai Trần Chân. Và một số diễn viên khác. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tập 16. Đại ca, là Ly Kính kêu mụ đến giết ta có đúng vậy không? Đại ca, mụ đến để đưa huynh ra ngoài. Quân thượng đã tỉnh rồi sao? Quyền nữ là thần thiếp. Bảy vạn năm nay rốt cuộc nàng đang ở đâu? Lại là Tư Âm nữa. Bảy vạn năm rồi, sao chàng vẫn nhớ đến tên của thiên tộc đó? Người thiên tộc thì đã sao? Hậu cung này 3.000 người không bằng ngón tay nàng ấy. Tư Âm rốt cuộc đã làm được gì cho chàng? Cô ta chỉ lợi dụng chàng đến Mặc Nguyên chứ. Cô ta cũng lợi dụng tình yêu của chàng đối với cô ta để tới lấy ngọc hồ. Quân thượng, không phải ngươi canh giữ cực hàng sao? Địch thần Ly Quán được trưởng công chúa đưa đi rồi. Ngươi nói cái gì? Trong tay trưởng công chúa có binh phù, thuộc hạ không dám ngăn cản, chỉ dám quay về báo tin. Yên chị sẽ có được binh phù của ta? Binh phù của ta rõ ràng là ở. Có phải ngươi lấy binh phù của ta không? Là mùi ấy nhờ tiếp lấy. Thứ quan trọng như binh phù người đưa dễ dàng vậy sao? Người có biết Liên Quán được cứu ra rồi không? Chàng rất thương mùi ấy, tiếp tưởng là mùi ấy sẽ không làm gì hại chàng. Mẫu thân của Liên Quán là người giao nhân tộc, hắn nhất định sẽ trốn đến Trường Hải.
Nếu giao nhân tộc khởi binh tạo phản, giật giới Đài Loan, ta sẽ hỏi tội ngươi. Người đâu? Quân thượng, truyền lời tới các tướng lĩnh, phản thần liên quán được trưởng công chúa cứu ra, nhất định đã tới Trường Hải. Mau chóng đi bắt về cho bổn quân. Dạ. Đợi đã. Chuyện này không được truyền ra ngoài, càng không thể để cho thiên tộc biết được. Hành sự phải bí mật. Dạ. Con đúng là không sợ tam thúc của con chân tay già cỗi rồi. Ở đây không thích hợp dùng đàn dân, ta phải chạy từng bước mới tới đây đó. Tôi cẩm đâu? Cô ta đã đi phong trà cho các thủ lĩnh rồi, chắc một canh giờ nữa chưa về đâu. Con đi nhanh là được rồi. Người đâu? Dạ. Không có sự nhận dọn của ta, ai cũng không được phép vào. Dạ. Nương nương. Ta muốn gặp thái tử điện hạ. Quân thượng dặn dò không cho phép ai vào trong. Thái tử điện hạ, Tố Cẩm có chuyện cầu kiến. Cẩm cầu kiến thái tử điện hạ. Tố Cẩm này cũng thật là, không phải đi dân trà rồi hay sao? Sao đột nhiên tới đây vậy? Hay giao phải làm sao đây? Nếu cứ không chịu trả lời thì cô ta sẽ nghi ngờ, quay về nói với thiên quân, vậy là làm hư hết mọi chuyện rồi. Nương nương. Bình thường điện hạ sẽ không đi nghỉ sớm tới như vậy, có phải là không khỏe hay không? Cần người đến xem thử hay không? Xin nương nương về đi. Lúc mà thái tử điện hạ không muốn gặp ai, sao ngoài thiên quân ra ngài ấy sẽ không lộ diện với ai? Các người không thấy lạ hay sao? Dù thái tử điện hạ không muốn gặp ta cũng sẽ trả lời ta. Có lẽ là điện hạ người không nghe thấy. Nương nương, người coi, điện hạ đã thổi tắt đèn rồi, chắc muốn nói với chúng ta ngày ấy cần được nghỉ ngơi. Nương nương, người hiểu rõ điện hạ nhất. Nếu ngày ấy không muốn nói chuyện thì cả ngày cũng sẽ không nói nửa lời, ngay cả nến cũng thổi tắt rồi. Chắc là không muốn nương nương làm phiền ngài ấy. Các người phải chăm sóc tốt cho điện hạ, không được lơ là đâu. Dạ. Cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Dạ Hoa là thái tử của thiên tộc, suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng, sớm muộn cũng bị phát hiện thôi. Tố Tố, nàng đi đâu rồi? Thank you.
前世你曾舍下这一海情茫茫，还故作不痛不痒不坚强，都是假象。雅瓜，大南爷，chàng có biết không? Suốt nửa năm qua, chàng bỏ đi không nói một tiếng nào. Chàng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao hả, Dạ Qua? Không có. Không có sao? Chàng có biết chàng đi suốt nửa năm, một từ không có thì tính cho qua chuyện này luôn sao? Ta có chuyện gấp cần xử lý. Chàng có chuyện gấp tới nỗi không thể nói với thiếp rồi mới đi được hay sao? Là lỗi của ta. Chàng có biết con người chàng điểm nào cũng tốt, chỉ có điều luôn nói ba phần giữ lại bảy phần, thiếp không thể nào hiểu được. Chỉ cần nàng tin ta thôi. Nàng tin ta được không? Được. Là thiếp thua. Chàng không muốn nói thì thôi, nhưng chuyện gì chàng cũng tự mình chống đỡ, làm thiếp cảm thấy mình không phải là thê tử của chàng. Coi chàng kìa, chàng lại im lặng nữa sao? Sao chàng cứ im lặng hoài vậy? Thiếp đã không giận nữa mà. Chàng không thể dỗ thiếp hả? Đều là lỗi của ta. Con người chàng biến mất suốt cả nửa năm, chỉ biết nói một câu xin lỗi của chàng. Thiên hạ này chắc chỉ chàng như vậy thôi, không có ai giống đâu. Chàng có bị thương không? Không có. Thế gian này mấy người có thể làm ta bị thương? Chàng gạt thiếp. Tại sao? Không phải lần đầu thiếp gặp chàng, người chàng đầy vết thương nằm trước nhà thiếp hay sao? Ngày đó là ngoại lệ. Tố Tố. Ừ. Ta phải đi rồi. Dạ Qua, chàng phải đi à? Lần này chàng đi bao lâu vậy? Một năm hoặc là hai năm. Một hai năm? Chàng có biết một hai năm là bao lâu không? Xin lỗi, lúc đầu thành thân với chàng, vốn dĩ thiếp hy vọng chàng có thể ở luôn bên cạnh thiếp. Không ngờ mới qua chỉ được nửa năm thôi, bắt đầu cả năm không gặp được chàng. Không sao, dù sao là hai mùa xuân đi đông đến thôi, thiếp đợi được mà. Chàng đi đi. Ta đưa nàng một thứ.
nàng cầm lấy cái gương đồng này. Chỉ cần nàng nói chuyện với nó, bất kể ta đang ở đâu cũng có thể nghe thấy. Nếu như ta không bận thì sẽ nói chuyện với nàng. Dạ qua, trước khi chàng đến, một mình thiếp sống ở trên ngọn núi này thì không thấy sao cả. Nhưng bây giờ hai chúng ta đã thành thân thì chàng đừng để cho thiếp phải chờ đợi chàng nữa. Đợi lâu quá thiếp cũng sẽ giận đó. Thiếp thấy sợ lắm, lỡ một ngày nào đó chàng lại máu me đầy người nằm ở trước nhà, thiếp làm sao sống được đây? Tố Tố, nếu ta không có gì cả thì nàng còn theo ta không? Vốn dĩ ngoài thanh kiếm trong góc tường ra, không phải chàng cũng không có gì hay sao? Dây thanh kiếm đó thiếp có thể dùng để chẻ củi, cũng không thể làm được gì. Không phải thiếp cũng không chê chàng sao? Đúng vậy, nàng chưa từng chê ta. Nhắm mắt lại đi. Đợi ta quay về, dạ qua. Dạ qua. Dạ qua. Dạ qua. Nhanh vậy à? Đêm dài đăng đẳng cũng mất hết vài canh giờ, đủ để con cùng với cô ấy ở mấy tháng trời dưới phàm giới rồi. Sao ta vừa đuổi Tố Cẩm đi là con đã về rồi chứ? Đây là nơi có phân nhánh của thiên tộc, nếu bị họ phát hiện con dùng tiên pháp biến mất, sợ họ nghĩ nhiều. Nói cũng đúng. Giờ con về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta phải đi gặp mấy thủ lĩnh, bây giờ về cũng đúng. Con đã nghĩ kỹ chưa? Con muốn giả chết sao? Con đã nghĩ suốt đêm, so sánh tất cả các cách với nhau. Giả chết tuy nguy hiểm nhất nhưng lại là cách chặt đứt mọi hậu quả. Nếu con muốn ở bên cạnh Tố Tố thì chỉ có thể lừa gạt đám lão thần tiên trên thiên giới rằng con đã hồn bay phát tán. Chỉ có như vậy mới đảm bảo tính mạng cho nàng ấy, mới có thể có kết cục tốt đẹp cho con và nàng ấy. Muốn lừa được thiên quân hả? Khó lắm đó. Cho nên con giả chết trước mặt mọi người mới không khiến thiên quân nghi ngờ. Hiện nay có một cơ hội tốt đang bày ra trước mắt. Là cơ hội gì? Giao nhân tộc. Con muốn nhân cuộc chiến với giao nhân tộc giả chết. Cơ hội tốt để con thoát thân. Con hạ quyết tâm thật à? Dạ Hoa, con không phải là người thường, con là thái tử thiên tộc. Một khi giả chết thì đồng nghĩa là từ bỏ thiên hạ. Con là thái tử nhưng cũng là phu quân của nàng. Thiên tộc không có Dạ Hoa, cũng không có người khác kế thừa ngôi vị thái tử. Nhưng nếu lúc này con không rút lui, sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của nàng ấy. Lúc đó thiên quân sẽ không tha cho nàng ấy. Xem ra lần này con không chỉ rung động
mà còn rất nghiêm túc. Giữa ngôi vị thái tử và tính mạng của nàng ấy, con chọn nàng ấy. Nhưng mà để không phụ trọng trách thái tử, con nhất định sẽ thuyết phục họ xuất binh dẹp loạn giao nhân tộc. Đây là chuyện cuối cùng mà con sẽ hoàn thành với địa vị là thái tử thiên hạ. Các vị thủ lĩnh, 7 vạn năm không gặp rồi. Tam hoàng tử, đã lâu không gặp rồi. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thái tử điện hạ. Thật không ngờ thái tử điện hạ lại cùng tiểu tố cẩm đích thân tới tế tổ, đến thăm những lão tướng vô dụng chúng ta. Đúng là bất ngờ quá. Các vị thủ lĩnh đều là trưởng bối của già qua, đây không phải là thiên cung, không cần phải giữ lễ nghi. Thiên quân kêu ta tới cũng là muốn kết thân với các vị. Hôm nay không có thái tử điện hạ, dạ qua tôn kính các vị một tiếng, thế bá. Thái tử điện hạ có gì cứ nói, có phải vì giao nhân tộc không? Ta còn nghe nói đám người giao nhân tộc của Dực tộc đã sẵn sàng khởi binh. Sao hả, có phải nổi loạn rồi không? Không sai. Vậy thì dạ qua cũng không vòng vo với các vị thế bá nữa. Mời, chúng ta về rồi nói. Rượu ngon thịt ngon đã chuẩn bị sẵn cho các vị. Được, chúng ta trở về cùng nhau ăn uống, cùng nhau uống rượu, nghe thái tử điện hạ nói về nghịch thần tặc tử. Mời. Mời. Thần vẫn luôn nghe nói thái tử điện hạ gương mặt rất giống với mặt nguyên thượng thần. Hôm nay được gặp mặt quả là đúng y như vậy. Lúc thần gặp điện hạ, thần hoang mang tưởng là mặt nguyên thượng thần đã trở về đó. Ê, không thể nói vậy được. Điện hạ chỉ mới 2 vạn tuổi đã tu thành thượng tiên rồi, trong thiên tộc chúng ta là chuyện có 1 không 2. Không sai, dù mặt nguyên thượng thần phải cần 2 vạn 5 ngàn năm tuổi mới tu thành thượng tiên được, điện hạ người đã thắng một bậc rồi đó. đúng, là ta hồ đồ rồi, là ta hồ đồ. Có lẽ những người như điện hạ và mặt nguyên thượng thần thì tiên thể đã khác với mọi người, tiên cốt cũng không giống người khác rồi. Các vị thế bá có thể nhận nhầm ta là mặt nguyên thượng thần, đủ để chứng minh vị trí của thượng thần trong lòng các vị. Dạ qua không có chiến công, quả thật không dám nhận lời khen ngợi của chư vị. Thái tử điện hạ, chỉ một câu là có thể đụng tới nỗi đau trong lòng thần. Thần thấy rất nhớ mặt uyên thượng thần. Đúng vậy, phong thái của thượng thần thần cả đời cũng không dám quên. Ngày xưa khi chư vị cùng mặt uyên thượng thần chiến đấu, mỗi người đều là thủ lĩnh có chiến công hiển hách. Nhưng bây giờ thiên hạ thái bình, mặt uyên thượng thần cũng đã hồn bay phách tán, không biết chư vị có muốn bảo vệ thiên hạ này hay không. Không giấu chư vị, lần này dạo qua tới đây, mặc dù nói là vì chuyện giao nhân tộc để xin các vị xuất binh trợ giúp, thật ra là vì muốn củng cố tình hữu nghị giữa thiên tộc và các thủ lĩnh. Chuyện này Trời ơi, điện hạ chê cười rồi. Chúng ta tuy là một phân nhánh nhưng cũng là người của thiên tộc, có đúng vậy không? Tình hữu nghị vẫn còn đó hả? Đúng vậy, tình hữu nghị còn nhưng lòng đã mất. Các vị thế bá đang ngồi đây đều là trưởng bối của dạ qua, cho phép dạ qua được phép nói thẳng. Sau cuộc chiến tứ hải, Đông Qua đế quân đem vị trí cai quản trời đất của mình truyền lại cho thiên quân. Chuyện này chư vị thế bá vốn không đồng ý, mới dẫn đến mâu thuẫn giữa thiên cung và phân nhánh như bây giờ.
Không biết giảng bối nói có đúng không? Đã qua lâu lắm rồi, Thái tử điện hạ nặng lời rồi. Với lão già hay bệnh như ta, sao còn nhớ được những chuyện đã qua trước đây chứ? Đúng vậy đó, không thể nhớ đâu. Những lời của Thế Bá rất đúng. Dạ qua cũng muốn tin tưởng chuyện này đều là những chuyện đã qua. Thái tử điện hạ yên tâm đi hả? Bọn ta trước sau vẫn một lòng với lại thiên quân. Năm đó trận đại chiến với thiên tộc và dược tộc, bọn ta được xung phong đi đầu. Thậm chí Tố Cẩm tộc vì thiên hạ, toàn tộc tình nguyện lấy thân ra làm mồi nhử. Điện hạ chắc đã nghe nói rồi chứ? Đã nghe. Không chỉ đã nghe mà còn nhớ trong lòng. Đại chiến 7 vạn năm trước, tuy là thiên tộc cuối cùng cũng giành được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra cái giá rất là đau đớn. Không chỉ Tố Cẩm tộc mà tộc của Thế Bá cũng tử trận 2000 người, và thanh niên trong tộc của Thế Bá cũng chết hơn một nửa. Vì Thế Bá này, nữ quyến trong tộc đều đích thân lên trận, chết 1760 người. Sự hy sinh của những đồng bào như tay chân này, dạ qua đây đều biết rõ. Tại đây, dạ qua xin kính các vị, cũng như kính các anh hùng đã mất. Tạ điện hạ. Dạ qua còn muốn hỏi các vị một câu. 7 vạn năm trước, Mặc Nguyên Thượng Thần hồn bay phách tán là vì điều gì? Các vị còn nhớ hay không? Tất nhiên là vì thiên hạ. Không sai, chính là vì thiên hạ. Mặc Nguyên Thượng Thần vốn là con trưởng phụ thần, chiến thần thứ hải, nhưng cam nguyện dùng nguyên thần phong ấn Đông Hoàng Chung. Người đồng ý làm vậy là vì ngàn vạn sinh linh trên thế gian. Mà bây giờ ta muốn chinh phục giao nhân tộc, cũng là vì ngàn vạn con dân của tứ hải này. Dạ qua khẩn cầu các vị Thế Bá buông bỏ hiềm khích, xin hãy giao binh sĩ cho ta. Ta nhất định triệt để tấn công giao nhân tộc, trả cho tứ hải bá quan sự thái bình vốn có. Hôm nay tận mắt nhìn thấy phong thái của Thái tử điện hạ, đúng là tài trí hơn người, đúng là người ở ngôi cao. Bổn tộc từ sau trận chiến với Kình Thương đã muốn sống cảnh an nhàn rồi. Những gì Thái tử điện hạ vừa nói làm ta nhớ đến phụ quân cùng tộc nhân ngày trước. Các vị thúc bá, Tố Cẩm khẩn cầu mọi người đừng quên phụ quân ta và những người trong tộc. 7 vạn năm trước, vì bảo vệ thiên tộc, bảo vệ thiên hạ mới nguyện hy sinh. Tố Cẩm khẩn xin các vị thúc bá quên đi hiểu lầm trước đây, cùng tiến cùng lui với Thái tử điện hạ bảo vệ thiên hạ này, có thể an ủi linh hồn của phụ quân ta. Được, chúng ta sẽ tin điện hạ. Không sai, không sai. Ta là nam nhân, đâu cần câu nệ những khúc mắc kỳ trước. Những chuyện muốn làm thì cứ làm. Đúng vậy. Chỉnh đốn quân đội chuẩn bị xuất phát, chỉ đợi điện hạ ra lệnh một tiếng. Được. Dạ qua đa tạ các vị tín nhiệm. Giao nhân tộc quấy nhiễu Trường Hải đã 7 vạn năm,
trong nửa tháng Gia Hoa sẽ chuẩn bị dẹp tan phản loạn. Gia Hoa xin phép trước một ly, khi ra trận nhất định sẽ đi trước làm gương. Chúng tôi thề chết cũng đi theo Thái tử điện hạ. Điện hạ, loạn của Giao nhân tộc tại sao lại ở Trường Hải? Ngài có biết nguyên nhân trong đó không? Bổn quân có nghe đôi chút, nói là thủy quân ở Trường Hải không giỏi lĩnh binh, tính tình yếu đuối, mới để Giao nhân tộc ngày càng lớn mạnh trở thành mối họa. Không sai, chính là bởi vì sự lơ là của thủy quân, cho nên lần này điện hạ muốn ra trận nhất định phải tìm cho bằng được một trợ thủ đắc lực. Trợ thủ? Trường Hải thủy quân mấy vạn năm nay thường hay đi cầu cứu sự giúp đỡ của nhị hoàng tử Tây Hải thủy quân. Nhị hoàng tử này năm xưa cũng là đệ tử của Mạc Nguyên thượng thần. Từ sau khi Công Luân Hư trở nên hoang phí, ngày ấy liền rời khỏi Công Luân Hư, lấy bốn biển làm nhà, đi khắp nơi tìm thập thất sư đệ của mình và thượng thần. Mỗi khi Trường Hải có chuyện, ngày ấy đều dẫn binh đến tương trợ, đã cùng giao chiến với Giao nhân tộc nhiều lần. Đệ tử của Mạc Nguyên? Đại đệ tử của Mạc Nguyên, Điệp Phong. Điệp Phong? Người này ta từng nghe phụ quân nhắc đến. Ta biết rồi. Gần đây ta còn nghe nói Trường Hải thủy quân còn muốn gả một vị công chúa cho thủ lĩnh của Giao nhân tộc để đổi lấy thái bình. Điện hạ, người muốn khai chiến, ta nghĩ thủy quân này sẽ là một chướng ngại. Chỉ e chúng ta dẫn binh đến, thủy quân ngược lại dân tấu, nói đỡ cho Giao nhân tộc. Chúng ta đúng là giặc trong giặc ngoài rồi. Trước khai chiến, ta sẽ đi gặp Trường Hải thủy quân một lát. Điều cần nói ta đã nói rồi, không làm phiền điện hạ. Thần xin cáo luôn. Tú Tú. Là chàng hả? Thiếp còn tưởng gương bị hỏng rồi chứ. Vừa rồi ta có chút việc. Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi chàng khi trở về muốn ăn gì, thiếp sẽ chuẩn bị trước. Tú Tú. Sao hả? Nàng hãy sống thật chút đi. Giận rồi sao? Không có, thiếp đang chơi với chú chim nhỏ, đỡ phải tính toán với chàng. Ta lại hy vọng chuyện gì nàng cũng tính toán với ta một chút. Tại sao vậy? Nếu nàng tính toán với ta thì có thể nói chuyện với ta nhiều hơn. Dạ qua, hôm nay thiếp có nghĩ ra một chuyện muốn thương lượng với chàng đó. Chuyện gì? Thiếp đang nghĩ, Nếu như hai chúng ta có thể có một đứa trẻ ở bên thiếp, thì thiếp sẽ không sợ chàng sẽ đi bất cứ lúc nào. Nhưng thiếp lại sợ chàng không thích trẻ con, cho nên thiếp muốn hỏi ý chàng trước. Thật ra không thích cũng không sao đâu. Thật đó, nếu như không có cũng yên tĩnh hơn mà. Muốn con trai hay là con gái? Hả? Đợi ta về, nàng hãy chính miệng nói lại cho ta nghe. Thiên quân. Nàng lui ra ngoài một lát đi. Dạ.
bổn quân gọi con đến là muốn hỏi tình hình cùng Thiên Phi trở về. Sao hả? Sau khi gặp những thủ lĩnh đó, con có suy nghĩ gì về giao nhân tộc? Tôn Nhi muốn xin tới Trường Hải một chuyến. Con muốn tới Trường Hải sao? Phải. Tôn Nhi muốn tới Trường Hải, một mặt là gặp Trường Hải thủy quân, hai là xem hắn có giống như lời đồn, muốn nhượng lại lãnh thổ cho giao nhân tộc không. Hai, con lại nghĩ đến Trường Hải quan sát nhất cử nhất động của giao nhân tộc, để dễ tìm cơ hội khai chiến với giao nhân tộc. Chuyện của giao nhân tộc sớm muộn cũng phải giải quyết thôi, nhưng bây giờ khai chiến có phải là quá sớm không? Tôn Nhi cho là chuyện này càng sớm càng tốt, khiến chúng trở tay không kịp mới có thể dẫn đến chiến thắng. Được, bổn quân cho phép con đi đến Trường Hải. Dạ. Thân là thái tử thiên tộc, đến lãnh địa của mình quan sát tình hình dân tình cũng không có gì khiến người khác nghi ngờ. Nhưng mà dạ qua, giao nhân tộc là mối họa bảy dạng năm qua của Trường Hải. Mối họa này là bệnh ngoan cố, cho nên không được vội. Tôn Nhi cũng nghĩ như vậy, nên lần này đi Tôn Nhi không định dùng thân phận làm thái tử. Còn muốn giả thường dân sao? Đúng như những gì thiên quân lo nghĩ, Trường Hải vốn là thuộc địa, mà giao nhân tộc là nội chiến trong thuộc địa. Lần này Tôn Nhi đi chính là muốn tìm cơ hội khiến Trường Hải thủy quân và giao nhân tộc bất hòa triệt để, khiến họ xin ta khất binh, thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đưa binh đến. Không tệ, suy nghĩ rất chu đáo. Ta luôn không nhúng tay vào chuyện của giao nhân tộc là lo sợ thủy quân sinh nghi, tưởng là thiên tộc lấy giao nhân tộc làm cớ ra tay với Trường Hải, cướp lấy thực quyền của họ. Tôn Nhi hiểu rõ. Được rồi, vậy con cứ làm đi. Dạ. Ti mệnh đâu không? Không có thấy. Cô đang ăn gì vậy? Hả? Ăn trái cây. Ai cho cô? Rốt cuộc là ai cho? Hình như là Hành Ngọc. Thứ cô ta cho mà cô cũng dám ăn sao? Nhiều quá ta ăn cũng không hết. Đế quân à, ngài ăn đi. Xem bộ dạng của cô bây giờ, e là cũng không biết ta đang nói cái gì. Không cần cô nói ra, ta cũng biết. Ta nghe nói phong cảnh của cung thái thần rất là đẹp, nhưng mà ta luôn ở trong cung thái thần, vậy sao không phát hiện ra chứ? Có thời gian thì nói thì mình đưa cô đi dạo, không cần ở cạnh lão già này lãng phí thời gian như vậy đâu. Ngài đâu có già đâu,
lúc ta làm thiên địa công chủ, gia gia cô còn chưa thành thân nữa kìa. Thì cha ngài không thích ta vì ta nhỏ tuổi hơn ngài nhiều. Được rồi, cô ở đây đừng đi lung tung, ta tìm hai tỷ nữ đưa cô về cùng. À, ơi, không muốn, ta về sẽ lại bị biểu muội của thái tử mắng. Cô ta hay mắng cô à? Đi thôi, hết chuyện của chúng ta rồi. Sao vậy? Ngươi đó, bị chuyện cho phạm nhân nghe mỗi ngày, vậy mà không hiểu. Tiểu điện hạ bây giờ không tỉnh táo, nhưng lời nói lại rất là thật lòng, động lòng người khác. Ta thật không tin cái già ngàn năm như đế quân không thể nở qua. À, vậy ra là năm đó cô và Tam hoàng tử ăn thứ này cho nên mới thu phục được Tam hoàng tử, cô đúng không? Cô đúng không? Đừng nhắc tới tên công tử La Cà đó nữa. À, không nhắc, không nhắc, không nhắc.回忆不能再相认，就让情分。